Em xin mến chào anh chị và các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên xin được chúc anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, an lành và hạnh phúc ha. Thì ngày hôm nay là 13 tháng 3 âm lịch, cũng nhân tiện em bón phân hữu cơ định kỳ cho những cái mai trên vườn của em. Thì em cũng làm clip chia sẻ đến với anh chị, cũng như nhắc anh chị mình chăm sóc cho cây mai của mình ha. Thì như ở vườn em thì sau khi những cây mai nó đã phát triển khỏe mạnh, chồi lá cây mục nó đã xanh già, thì em chuyển qua sử dụng những loại phân bón NPK cũng như phân bón hữu cơ để giúp cho cây nó nuôi chồi nuôi lá. Thì mỗi một tháng em có 2 cử phân chính để bón ở gốc cho cây. Một cử là phân bón NPK hay còn gọi là phân bón vô cơ ha. Và một cử là phân bón hữu cơ. Thì đây là 2 cử phân chính để giúp cho cây nó phát triển xanh tốt, bền vững. Thì hôm đầu tháng 3 âm lịch em cũng đã làm clip chia sẻ đến với anh chị, cũng như em đã áp dụng thực tế trên những cây mai ở vườn em. Một cử phân bón vô cơ, đó là phân bón DAP ha. Thì nó có cái thành phần dinh dưỡng là 18 đạm, 46 lân và không có kali ha. Giúp cho cây ra chồi, cũng như tăng cường, hỗ trợ giúp bộ rễ phát triển được mạnh hơn, và giúp cho lá trên cây xanh dày, cũng như chi cành nó to mập. Còn tới ngày hôm nay là giữa tháng 3 âm lịch, thì em tiếp tục bón cử thứ hai, đó là phân bón hữu cơ ha, để giúp cho cây nó phát triển được khỏe mạnh, bền bỉ, nâng cao tuổi thọ. Thì em cũng làm clip chia sẻ để anh chị mình xem tham khảo, nếu như anh chị mình thấy hợp lý thì chúng ta áp dụng. Đó thì cái loại phân hữu cơ mà em sử dụng là cái loại phân dạng viên nén như thế này ha anh chị. Đây ha, để em quay cái bao phân cho anh chị mình xem ha. Đây ha, đây là cái hiệu phân mà em sử dụng, cái loại phân hữu cơ mà em sử dụng để bón cho những cái mai trên vườn của em ha anh chị. Thì cái loại phân này năm nào em cũng sử dụng. Đó, organic. Nó có cái hình cái đầu bò hay tê giác gì một sừng ha. Thành phần dinh dưỡng của nó là 433, 70% hữu cơ ha anh chị. 433 này là đạm, lân, kali ha anh chị. Thì ngoài những loại phân hữu cơ này, anh chị mình có thể sử dụng như là phân trùng quế, phân bánh dầu, hoặc là phân dơi, phân dê, phân trâu, phân bò ha. Miễn làm sao cái phân mà chúng ta sử dụng để bón cho cây là đã qua được tiệt trùng, xử lý sạch nấm bệnh thì anh chị mình bón cho cây ha. Phân nào cũng tốt hết á anh chị, không có phân nào mà không tốt. Quan trọng là nó sạch nấm bệnh và cái liều lượng chúng ta bón vừa đủ để cho cây nó hấp thu, thì phân nào cũng tốt hết ha. Chứ không phải cứ loại này mới tốt, loại kia mới tốt ha. Hoặc là anh chị có thể sử dụng những dạng hữu cơ nước. Thì bây giờ trên thị trường nó có rất là nhiều cái loại phân bón hữu cơ. Thì anh chị mình xem ở địa phương mình mua được loại nào thì chúng ta sử dụng loại đó ha. Và anh chị mình lưu ý là chúng ta chỉ áp dụng đối với những cây chồi lá cây một nó đã xanh già, hoặc là những cây đã phát triển cây 2 ha. Còn những cây mà chồi cây 1 nó mới ra đang còn non như thế này là anh chị mình không áp dụng phân bón NPK hoặc những loại phân bón có hàm lượng dinh dưỡng cao ha. Rất dễ bị cháy lá, teo đọt. Những cây chồi non như thế này thì chúng ta cứ sử dụng N3M kết hợp với humic, anh chị mình tưới cho cây 10 đến 15 ngày anh chị mình tưới một lần. Khi nào chồi lá xanh già thì chúng ta chuyển qua chế độ NPK có dinh dưỡng cao hơn, chúng ta bón cho cây ha. Và em cũng xin được nhắc đến với anh chị, đối với phân bón khi chúng ta sử dụng để bón cho cây thì anh chị mình phải để cho cây nó có thời gian nó hấp thu và nó giải phóng hết cái lượng phân bón này, rồi anh chị mình mới tiếp tục bón cái loại phân bón khác ha. Thí dụ như hôm đầu tháng em bón DAP thì tới ngày hôm nay là đã được 13-14 ngày rồi, là cây nó đã giải phóng hết cái phân bón NPK. Thì hôm nay em tiếp tục bón hữu cơ, chứ anh chị mình không nên sử dụng để bón hoặc tưới cho cây 5-7 ngày anh chị mình bón cho cây một lần thì cây nó không có giải phóng hết được, nó sẽ tồn dư ở trong chất trồng làm cho ảnh hưởng tới bộ rễ, cháy rễ.
dẫn đến cây mai chúng ta nó bị suy yếu ha. Cũng như những cây mai anh chị mình trồng ở gia đình, chúng ta chăm sóc để cuối năm chúng ta chơi bông vào dịp Tết, thì anh chị mình cũng không nên sử dụng quá nhiều loại phân bón luân phiên để tưới cho cây. Chúng ta chỉ cần chọn một loại phân bón nó có hàm lượng dinh dưỡng đạm lân ngang bằng hoặc đạm cao hơn lân một chút và kali nó thấp hơn, để anh chị mình bón định kỳ cho cây, giúp cho cây nó phát triển được ổn định. Thì hôm trước em cũng đã chia sẻ cái cách sử dụng một loại phân bón đơn giản để chúng ta chăm sóc cho những cây mai từ đầu năm đến cuối năm. Đối với những anh chị mình trồng ít, để chúng ta không phải mua 3-4 loại phân. Cũng như ở trên vườn của em là những cây mai em nuôi trồng từ giờ cho đến cuối năm em làm bông để em bán vào dịp Tết, cho nên em cũng không sử dụng quá nhiều loại phân bón ha. Em tới giai đoạn cây nó đã phát triển khỏe mạnh, xanh già thì em chỉ sử dụng duy nhất một cử NPK đầu tháng, đó là DAP, và giữa tháng em bón một cử hữu cơ xuyên suốt từ giờ đến tháng 6 ha. Còn ngoài ra mỗi tháng em có hỗ trợ một lần cái dưỡng rễ để tăng cường cho bộ rễ của cây nó phát triển được khỏe mạnh trong những tháng đầu năm. Thì đầu clip em cũng có đôi lời chia sẻ thêm đến với cô chú anh chị và các bạn. Còn bây giờ em cũng tranh thủ bón phân cho những cây mai trên vườn của em. Thì em cũng bón trước một ít cây để cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem ha. Thì nếu như đầu tháng mà anh chị mình bón hữu cơ thì hôm nay giữa tháng anh chị mình bón NPK ha. Còn đầu tháng anh chị mình cũng bón vô cơ giống y như em, thì hôm nay chúng ta bón hữu cơ ha. Thì về cái liều lượng tùy theo cây mai của anh chị lớn hay nhỏ ha, chúng ta bón vừa đủ là được. Như cây mai này của em thì hoành gốc nó 40, thì giai đoạn đầu này em sử dụng một nắm tay như thế này ha. Ở một nắm tay như thế này thì nó cũng ra rơi vào khoảng tầm cái muỗng ăn cơm, nó hơn một muỗng ăn cơm một xíu ha. Em rải đều xung quanh chậu như thế này. Anh chị mình lưu ý ha, phân bón chúng ta rải xung quanh bên ngoài chậu ha. Rồi chúng ta tưới nước cho nó tan ra. Và đối với phân bón, anh chị mình rải viên khô như thế này, thì sau khi mà anh chị mình bón phân thì chúng ta tưới nước đẫm lại ha. Ta tưới đẫm nước lại cho cây. Như cây này nhỏ thì em bón ít ha. Chúng ta rải như thế này, chúng ta tưới đẫm nước cho cây. Cây này em cũng sử dụng một nắm tay ha. Đây là những cây mai nó gốc nó cũng tương đối lớn. Anh chị mình ở nhà trồng có ít cây, chúng ta mua 1 kg là chúng ta sử dụng cũng khá là lâu ha. Trồng 1-2 cây mà anh chị mình mua 1 kg là chúng ta sử dụng cũng từ giờ cho tới gần cuối năm mới hết á anh chị. Ở qua cây này em cũng bón cho cây một nắm tay ha. Cây này em mới rong chồi ha anh chị. Cây này em mới rong bấm đọt, em cũng sử dụng một nắm tay ha. Đây là những cây mai nè, hoành nó rơi vào tầm 35 tới 37 ha, 40. Đó, chúng ta bón như thế này. Đó, qua cây này cũng vậy ha, em cũng sử dụng một nắm tay, rất là đơn giản ha anh chị. Em chăm sóc thì khá là đơn giản, khi cây nó đã phát triển mạnh rồi thì cái phân bón em cứ như thế này em bón định kỳ ha, không có gì mà phải nay phân này mai phân kia tưới lui ha anh chị. Chúng ta cứ bón ổn định cho cây nó phát triển. Đó, cây này cũng em cũng sử dụng một nắm tay ha. Năm nay thời tiết nắng quá ha anh chị, quá xa nắng luôn. Đó, anh chị mình thấy cỏ mà nó còn quéo, đừng nói chi cây ha, đừng nói cây mai của mình. Cỏ là nó cái thứ mà nó dễ sống nhất mà nó còn quéo như thế này, nó cháy luôn ha. Em chuyển qua em bón cho một số cây nhỏ trên vườn của em nữa rồi.
Em dừng clip để em tiếp tục công việc ha. Thì những cây nhỏ này thì trồng trên chậu 6 tấc. Hoành gốc nó dao động 23, 24, 25 độ ha. Đó, mấy cây này thì em bón nó khoảng tầm một muỗng ăn cơm nó hơi lưng lưng ha. Đó, chồi nó ra cũng đã khá tốt ha anh chị. Chồi cây 2 đang phát triển ra ha. Đó, qua cây này nhỏ thì em bón ít hơn. Bón ít hơn xíu ha. Đó, chắc trồng của em nó cũng đang ráo ha, đang khô ráo. Sáng hôm qua em tưới nước đẫm luôn và chiều hôm qua em không tưới. Rồi hồi sáng này em tính bón phân để em tưới nước nhưng mà sáng nay em có khách. Rồi em không có bón phân được cho nên giờ em bón phân. Rồi nắng nó nhẹ nhẹ lại bắt đầu em tưới đẫm nước luôn ha. Thì cây nó sẽ hấp thu phân và nó phát triển rất là khỏe ha. Anh chị mình thấy tới thời điểm này chồi lá trên cây mà nó đã phát triển ra khỏe mạnh rồi, mà những cây mai của anh chị để trực tiếp ngoài nắng anh chị mình phải chú ý nước tưới ha, nhất là đối với những cây mai rin ha anh chị, mai cây mai tàn rin ha. Cây mai rin thì bộ rễ nó khỏe cho nên nó hút nước rất là mạnh ha, nó không giống như những cây mai ghép đâu nha anh chị. Đây, qua cây này cũng vậy, em cũng sử dụng một nắm tay ha. Cứ cây nhỏ thì mình giảm lại, cây lớn hoành từ trên 30 cho tới 40 thì chúng ta sử dụng từ một nắm tay cho đến một nắm rưỡi tay ha. Đó, cây này nhỏ hơn thì em bón khoảng một muỗng ăn cơm lưng ha. Chúng ta bón nó hơi thiếu một chút thì cũng không sao, đừng bón dư là được ha anh chị. Phân nào cũng vậy, hữu cơ nó cũng dư phân ngộ độc chứ không phải là NPK nó mới dư ha. Có nhiều anh chị cứ nghĩ là phân hữu cơ nó không dư, cái cây nhỏ xíu múc bỏ cho cây cả chén hơn chén cơ ăn cơm ha, nó cháy rễ nha anh chị. Đây, cây này cũng một nắm tay ha. Mấy cây này hoành gốc nó cũng 28-30 hết anh chị. Chồi lá trên cây nó cũng rất là tốt rồi. Đó, như cây mai này hôm trước là cái chồi cây 1 nó ra được 2 lá 3 lá ha. 2 lá 3 lá. Sau khi em thực hiện cái cách xiết nước, tức là em để cho chất trồng nó khô ráo lại, bắt đầu là những cái lá nó hơi héo nhẹ. Em tưới đẫm nước lại ha. Tưới đẫm nước lại và em bón cái phân DAP. Tới ngày hôm nay chồi nó bắn ra ha, chồi cây 2 bắn ra rất là mạnh ha anh chị, bắn ra đều luôn ha. Đó, cây này cũng vậy ha. Hôm trước em mới vô một cử DAP thì chồi hôm nay nó cũng ra rất là mạnh rồi ha. Thì có nhiều anh em hỏi nói là sử dụng phân bón DAP sớm quá thì cuối năm cây nó tạo nụ sớm. Anh chị mình phải hiểu cái nguyên tắc hoạt động của cây ha. Cái giai đoạn này là giai đoạn cây nó đang phát triển chồi, phát triển lá. Thì trong cái DAP nó không có kali ha, nó chỉ có đạm và lân. Đạm nó giúp cây ra chồi, phát triển chồi lá. Còn lân nó tăng cường bộ rễ, phát triển mạch, hạ phèn. Cũng như á, giúp cho bộ lá trên cây nó xanh dày và nó mập cành. Còn tới cái giai đoạn từ tháng 8 âm lịch trở đi là giai đoạn đó cây mai chúng ta nó đã phát triển đủ cơ đọt, nó già rồi. Thì cái bản sinh lý tự nhiên của cây nó sẽ chuyển qua chế độ sinh sản. Khi đó anh chị mình tác động cái phân bón có hàm lượng lân cao thì cây nó sẽ lên được nhiều nụ. Còn anh chị mình không tác động, cây nó vẫn lên nụ ha. Đó, anh chị mình thấy những cây mai nhỏ của em ha. Sau khi em vô một cử DAP, chồi nó vươn ra rất là mạnh ha. Lá thì xanh dày và
nó không có bị thưa mắt lá ha anh chị. Cái mắt lá nó ra nó không có bị thưa, nó xếp rất là đều. Đây ha, hôm nay em cũng bón cho nó một cử phân hữu cơ luôn. Đây là những cây mà nó đã đi cơi hai rồi ha anh chị. Đó, những cây này cũng vậy ha. Đâu phải anh chị mình cứ nay phun tưới phân này mai tưới phân kia nó mới đi chồi. Quan trọng là cây mai của anh chị tập trung cho bộ rễ nó mạnh trước đi. Khi bộ rễ nó mạnh rồi, anh chị mình bón phân gì vô cây nó hấp thu nó cũng đi chồi hết ha. Trừ khi anh chị mình đưa kali vô anh chị mình bón thôi ha. Anh chị mình bón súp bê lân nó cũng đi chồi nữa anh chị. Đó, chồi nó vươn ra rất là mạnh ha. Nó đi tới đâu phân nhánh là tới đó luôn. Rồi thì ngày hôm nay cũng nhân tiện em bón phân hữu cơ định kỳ cho những cây mai trên vườn của em. Thì em cũng làm clip chia sẻ đến với anh chị cũng như nhắc anh chị mình chăm sóc cho cây mai của mình ha. Và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình mới biết kênh của em, nếu như yêu mến và tin tưởng thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo chọn tất cả để mỗi khi em đăng clip anh chị mình sẽ đón nhận được ha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.